nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái bài tập giảm đau vùng lưng dưới. Vùng lưng dưới của chúng ta thì nó được cấu tạo như thế nào? Ở vùng lưng trên thì chúng ta có thấy là có các cột sống thắt lưng. Còn ở vùng lưng dưới thì có rất là nhiều bạn gặp các cái chứng như là viêm khớp cùng chậu và chúng ta cảm thấy đau nhất cái vùng lưng dưới này. Và có rất là nhiều bạn yêu cầu bác sĩ Dung là sẽ ra bài tập cho viêm khớp cùng chậu và cái vùng lưng dưới. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập cái bài tập này và chúng ta sẽ lưu ý này, chúng ta có thể kết hợp với cái bài tập lưng trên để tạo nên một cái khối cơ vững chắc ở vùng đằng sau của chúng ta. Thì chúng ta hình dung như thế này, đây là khớp cùng chậu của chúng ta và chúng ta hay gọi nó là vùng lưng dưới. Thì cái khớp cùng chậu thì nó sẽ tổ chức bởi cái xương cùng và xương chậu. Đây, nó có hai cái rãnh khớp hai bên đây. Xương này gọi là xương cùng, còn xương này gọi là xương chậu. Do vậy mà người ta gọi là khớp cùng chậu. Đó là cái diện khớp được tiếp xúc với nhau. Và cái khớp này ấy, thì đặc biệt là ở chị em phụ nữ, hay trong cái quá trình chúng ta mang thai thì chúng ta bụng chúng ta phình lên đúng không nào? Đó, và sau đó thì trọng lượng bị đè ép lên cái khớp này nó cũng đã rất là nhiều rồi. Và cái khớp này nó sẽ lỏng lẻo, các cái khớp này nó sẽ lỏng lẻo dần ra do cái sự thay đổi của hormone. Và sau đó thì đến cái kỳ mà chúng ta sinh đẻ, khi mà thai nhi được lọt qua khung chậu đi ra ngoài, thì cái khớp này nó được căng giãn tối đa để thai nhi có thể lọt ra ngoài. Sau đó thì chúng ta trở về bình thường. Thì như vậy, lúc này cái diện khớp nó được khớp lại và nó sẽ dễ bị các cái rối loạn chức năng. Ngay cả khi là trong cái quá trình chúng ta mang bầu là có rất là nhiều chị em đã bị đau rồi. Và sau khi mà chúng ta các cái khớp được khớp lại với nhau thì nó vẫn có những cái nguy cơ là chúng ta cũng có thể thỉnh thoảng chúng ta vẫn thay đổi thời tiết hoặc là có những cái bệnh lý, ví dụ như là nhiễm virus hoặc vi khuẩn, thì nó cũng sẽ gây kích hoạt một cái phản ứng viêm vô khuẩn ở tại cái vị trí này và dẫn đến cái việc mà các chị em bị đau. Thì đó là những cái nguyên nhân mà có thể gây ra đau cái vùng lưng dưới chúng ta. Đương nhiên là còn rất là nhiều nguyên nhân, nhưng cái nguyên nhân hay gặp nhất đó là nguyên nhân do đau khớp cùng chậu. Các cái cơ ở cái vùng này nó cũng có thể co do cái phản ứng viêm, nó sẽ co lại, có co thắt những cái nhóm cơ cái vùng này vào. Và những cái tác động về vật lý trị liệu thường thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là đau. Cái bài tập trị liệu này nó sẽ hỗ trợ cho việc căng cái giãn cơ của cái vùng này và mọi người sẽ cảm thấy là đỡ đau hơn. Và lưu ý này, cả một khối như thế này nó là những khối cơ được hợp tác và liên kết với nhau. Do vậy mà các bạn hãy đừng bỏ qua bất kỳ bài tập trị liệu nào cả, bởi vì chúng ta, cơ thể chúng ta nó là một thể thống nhất và nó có liên quan mật thiết đến nhau. Do vậy mà những cái bài tập trị liệu của bác sĩ Dung thì mọi người lưu ý là chúng ta sẽ tập phối hợp cùng với nhau và chúng ta tập mỗi ngày. Như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái việc chúng ta có một cái hệ xương khớp chắc khỏe. Và có một cái lưu ý cho mọi người, đó là khi mà chúng ta đau cái vùng lưng dưới này, thậm chí là nó cũng tạo ra những cái triệu chứng giống như thoát vị đệ đệm vậy. Bởi vì cái dây thần kinh hông to hay dây thần kinh tọa nó lại đi từ cái chỗ này, nó vẫn đi qua cái vùng này để nó xuống dưới. Do vậy mà khi các bạn viêm khớp cùng chậu, các bạn cũng có một số trường hợp các bạn bị tê dọc cái mặt sau chân và dẫn lên là chúng ta nhầm lẫn với cái việc mà thoát vị đệ đệm của sống lưng. Và rất là nhiều bác sĩ cũng có khả năng bị chẩn đoán nhầm, bởi vì là khi chụp lưng lên thì cũng vẫn có thoát vị. Và cái thoát vị này có thể nó không phải là nguyên nhân gây đau nha mọi người nha. Có rất là nhiều người khi mà bác sĩ Dung chụp lên có thoát vị nhưng gần như trên lâm sàng không bị đau. Nên là chúng ta đừng nghĩ rằng là cứ thoát vị là đau, không phải nha. Những cái thể thoát vị, một số thể thoát vị nó gây đau rất là dữ dội, nhưng một số thể thoát vị chúng ta không có triệu chứng gì cả. Do vậy mà rất là nhiều người bị chẩn đoán sai và chúng ta cứ đi điều trị vùng lưng, đâm ra là cái vùng này nó không thể đỡ được. Và khi mà chúng ta đứng như thế này, trọng lực của cơ thể dồn vào khớp cùng chậu đúng không ạ? Khi ngồi, trọng lực của cơ thể cũng dồn vào khớp cùng chậu. Lẽ là những cái bạn mà chúng ta hay phải đứng hay phải ngồi quá lâu trong cùng một tư thế thì chúng ta cũng dễ bị viêm những cái khớp cùng chậu như thế này. Ngoài ra thì nó cũng có thể gặp trong những cái trường hợp ví dụ như là viêm khớp dạng thấp hoặc là những cái thể bệnh khác, hoặc là viêm cột sống dính khớp. Có những lúc mình phải chẩn đoán phân biệt bằng cái việc là tiêm một chút corticoid vào cái vùng này, vì bệnh nhân vùng này cũng đau mà lại đau lan. Thế là mình tiêm một chút corticoid vào cái vùng khớp này. Thế thì nếu như bệnh nhân sau đấy đáp ứng và hết các triệu chứng thì khẳng định nó là viêm khớp cùng chậu. Còn thì nếu như không thì mình sẽ điều trị theo hướng của thoát vị đệ đệm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những cái bài tập trị liệu để ổn định các cái nhóm cơ quanh khớp cùng chậu, tăng cường sức mạnh của các cơ xung quanh đó. Ví dụ như là chúng ta đang yếu ở chỗ nào thì chúng ta phải tập chỗ đấy đúng không? Thì bác sĩ Dung vẫn nói đi nói lại cái việc là như thế. Và bây giờ thì là những cái bài tập để chúng ta ổn định cái vùng lưng dưới này, ổn định các nhóm cơ của vùng lưng dưới này, và cái khớp của chúng ta nó cũng sẽ ổn định hơn. Đầu tiên là cái bài tập yoga, bài tập để tăng cường sức mạnh vùng lưng dưới. Cái bài tập này thì nó có cường độ nhẹ và sẽ hỗ trợ ở những cái người bệnh ở mức độ trung bình, và nó có thể cải thiện những cái cơn đau khó chịu do cái viêm khớp. Và những cái động tác này thì chúng ta sẽ tập theo và tập đi tập lại hàng ngày
để tăng cường sức mạnh của cơ vùng lưng dưới. Động tác đầu tiên hay còn gọi là tư thế tam giác, chúng ta sẽ dang hai tay ra như thế này và chúng ta ngả từ từ như thế này nhé. Các bạn nào mà đang bị đau thì chúng ta sẽ không ngả được nhiều, chúng ta sẽ ngả từ từ cho tới khi cái tay này chạm vào vùng bắp chân và chúng ta sẽ giữ trong vòng 5 giây. Chú ý này, lưng thẳng này, tay thẳng này, chúng ta sẽ cảm thấy hơi căng cái vùng lưng dưới một chút thì chúng ta đang tác động vào cơ vùng này, và chúng ta giữ và chúng ta sẽ đẩy về đấy, và làm tương tự với bên ngược lại. Các bạn nào đau quá thì chúng ta đừng có cố nhá, từ từ thôi nhá. Đó, và động tác này thì chúng ta sẽ làm từ 8 đến 10 lần. Và mỗi lần như này chúng ta sẽ giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Tư thế tiếp theo thì bạn nào mà đã tham gia vào hành trình này ngay từ đầu thì có lẽ là cũng biết, đó là tư thế cây cầu. Tư thế cây cầu thì nó sẽ chữa đau lưng, ngoài tác động vào các cơ vùng lưng nó còn tác động vào các cơ vùng lưng dưới. Bài tập này thì chúng ta sẽ nằm nhá. Rồi, các bạn, chúng ta sẽ nằm như thế này. Bạn nào còn nhớ thì cùng tập luôn nhá. Rồi, cái động tác này thì chúng ta sẽ ở tư thế là chúng ta nằm ra như thế này. Chúng ta để chân như thế này, hai tay chạm vào đây. Và chúng ta đẩy lưng lên, tạo thành cơ thể cây cầu. Chúng ta giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Và chúng ta xuống từ từ thôi nhá. Đó, và chúng ta sẽ tập cái động tác này 10 lần. Bạn nào mà tốt hơn thì chúng ta cố gắng đẩy càng cao càng tốt. Càng cao thì cái cơ thắt lưng, vùng lưng dưới của chúng ta càng cảm thấy căng. Đó, cố gắng đẩy cao lên nào. Cao lên. Ok. Cái tư thế cây cầu này nó cũng khá là dễ thôi. Ngoài ra có một cái tư thế ở trong yoga mà bạn nào hay tập yoga thì rất là quen thuộc, đó là tư thế em bé. Đây là một trong những bài tập chữa viêm khớp vùng trậu đơn giản nhất, và chúng ta thường bắt đầu với tư thế này cho những bệnh nhân mà bị đau rất là nghiêm trọng, hoặc và khi mà đau họ sợ hãi cái việc ngồi và cứ ngồi xuống là rất là đau. Nên là trong trường hợp có viêm nặng thì thông thường bác sĩ Dung sẽ phải xử trí thuốc hoặc là tiêm vào tại chỗ. Ngoài ra thì trong cái lúc mà người ta đau như thế thì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta sẽ nghỉ ngơi, không vận động là sẽ đỡ. Nhưng mà bản chất khớp của chúng ta được nuôi dưỡng theo cái trần thấu. Khi mà chúng ta tập luyện nhẹ nhàng thì nó sẽ giảm bớt cái triệu chứng đau của các bạn và nhanh chóng phục hồi lại khớp của các bạn. Thì đây, bây giờ là bài tập tư thế em bé. Nhưng mà bản chất các cái khớp của chúng ta được nuôi dưỡng từ cơ thẩm thấu, do vậy mà những cái động tác nhẹ nhàng như vậy thì nó sẽ giúp bạn cải thiện những cái triệu chứng đau rất là nhiều và nhanh phục hồi lại những cái hệ cơ xung quanh. Thì đây là một bài tập về tư thế em bé. Thì chúng ta sẽ quỳ gối như thế này, sao cho mông chạm vào gót chân và từ từ chúng ta hướng người về phía trước và hai tay chúng ta duỗi thẳng ra và trán sẽ tiếp xúc với mặt sàn. Và ở cái tư thế này thì chúng ta sẽ trong khoảng 40 giây đến 1 phút. Và đây cũng là tư thế có thể thực hiện giữa các bài tập để trở về cái tư thế này. Và sau những cái bài tập khác chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái tư thế này. Tuy nhiên có một lưu ý là những bạn mà bị đau khớp gối, chúng ta sẽ tuyệt đối cần tránh cái tư thế này, vì cái tư thế này tạo cái áp lực lớn cho khớp gối của chúng ta. Rồi, chúng ta đẩy người ra. Áp. Rồi, chúng ta đẩy người ra. Áp. Chán lắm sàn nhà. Chúng ta sẽ được thư giãn toàn bộ, cảm thấy rất là dễ chịu luôn. Thư giãn toàn bộ hệ cơ đằng sau lưng như thế này. Đẩy người lên. Rồi, bây giờ tư thế thứ tư, đó là tư thế rắn hổ mang. Tư thế này cũng vô cùng quen thuộc. Ở cái tư thế này sẽ giúp cho những cái người mà đau vùng lưng dưới giảm đau hiệu quả và giúp thư giãn hệ cơ xương ở vùng xương chậu và ngăn ngừa hiệu quả cái việc thoái hóa cột sống. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tập tư thế rắn hổ mang. Chúng ta sẽ nằm sấp xuống như thế này. Đầu tiên, hai tay chúng ta sẽ chống như thế này, vuông góc vào mặt sàn. Hai chân chúng ta duỗi thẳng, hai tay chống xuống sàn như thế này. Và từ từ chúng ta đẩy người lên. Hai tay mở rộng bằng vai, đẩy người lên. Lúc này thì chúng ta cảm thấy là căng dọc đằng sau lưng luôn. Và đặc biệt là cái vùng lưng dưới, lúc này thì các cái cơ của chúng ta nó đã tác động rất là nhiều. Bạn nào mà bị đau lưng thì cam kết là tập tư thế này thì cảm thấy rất là dễ chịu luôn. Chúng ta giữ này. 10 giây, xong chúng ta lại hạ xuống. Xong chúng ta lại lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hạ xuống, đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Và sau đó lại đẩy lên. Cố gắng nếu như chúng ta càng đẩy cao thì cái cơ của chúng ta càng được giãn nhanh. Tuy nhiên thì những bạn nào mà đang đau thì chúng ta sẽ tập vừa phải thôi nha. Tiếp theo là những cái bài tập về kéo căng hông, thì cái động tác nó cũng giảm đau vùng lưng, đặc biệt là vùng lưng dưới khá là hiệu quả. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập tiếp cái động tác này nhá. Cái động tác này thì chúng ta sẽ nằm ngửa. Động tác này bác sĩ Dung cũng đã hướng dẫn trong bài tập trị liệu vùng lưng rồi, vùng lưng trên rồi. Thì cái này nó cũng sẽ tác động cả vùng lưng dưới của chúng ta. Chúng ta sẽ nằm như thế này, để ở tư thế như thế này cũng được. Chúng ta giơ một chân lên. Sau đó chúng ta đặt hai tay của chúng ta ở dưới cái vùng này, tránh đặt như thế này nhá. Đặt như thế này nhiều bạn đau khớp gối là sẽ không chịu được đâu. Chúng ta sẽ đan hai tay vào với nhau. Đặt kéo căng mọi người như thế này. Động tác này thì hoàn toàn chúng ta có thể là co chân như thế này hoặc duỗi chân ra như thế này cũng được. Bạn nào mới đau nhiều chúng ta để chân như thế này, còn bạn nào mà
không đau lắm. Chúng ta để duỗi căng chân như thế này. Đó, kéo sát chân, cố gắng này. Mỗi ngày một chút, sát thẳng vào bụng. Giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Lúc này thì chúng ta sẽ cảm thấy căng cơ vùng đùi sau và vùng lưng dưới. Giữ 5 giây. Sau đó chúng ta về. Và chúng ta làm tương tự với chân còn lại. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, lúc này các khớp của chúng ta đã mở ra và các cơ cũng đã được căng giãn và cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tiếp theo là đến tư thế con bướm. Tư thế này cũng rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ ngồi và đan chân như thế này nhá. Hai cái chân này làm thế nào chúng ta kéo sát vào, và hai cái chân này chúng ta làm thế nào càng hạ xuống càng tốt. Đó, hoặc là mọi người sẽ ban đầu rung rung như thế này thì người ta gọi là tư thế con bướm đấy. Đó, cái động tác này mở khớp háng rất là tốt nhá. Và làm thế nào để kéo căng xuống như thế này thì chúng ta cảm thấy cái cơ đằng sau mà chúng ta bị căng ra là nó sẽ đạt yêu cầu. Chú ý là bạn nào mới tập ấy, thì chúng ta xuống từ từ thôi nhá. Cảm thấy nó căng cái vùng đằng sau mà đau quá là chúng ta dừng lại. Đó. Và chúng ta lưu ý thẳng lưng và chúng ta bẻ bẻ cánh bướm ra. Đó. Cố gắng khép hai cái bàn chân lại. Đó. Đó. Ok. Trên đây thì bác sĩ Dung vừa mới chia sẻ một vài cái tư thế mà chúng ta có thể áp dụng để cho cái vùng khớp cùng chậm. Đây là những tư thế mà chúng ta có thể đơn giản ngay tại nhà mà chúng ta có thể áp dụng được, không cần thiết phải có dụng cụ gì cả. Một số các cái tư thế khác chúng ta dùng dụng cụ, ví dụ như quả cầu hoặc sợi dây để kéo căng cơ hông, thì những cái động tác này thì nó khá là tốt, nhưng mà chúng ta cần những cái dụng cụ yoga tại nhà. Nhưng mà trong cái bài tập lần này thì bác sĩ Dung sẽ hướng dẫn mọi người những cái bài tập mà chúng ta có thể dễ dàng nhất, tức là chúng ta không có bất kỳ một cái rào cản nào cả, ngay tại giường chúng ta cũng có thể tập được. Do vậy mà tập những cái này nó cũng đạt những cái kết quả nhất định và nó đạt được những cái dễ chịu cho các bạn. Và chúng ta có thể sẵn sàng tập bất kỳ lúc nào, bất kỳ thời điểm nào, ngay kể cả khi trước khi đi ngủ hoặc là sau khi thức dậy, thì chúng ta sẽ tập những cái động tác này để cải thiện cái hệ xương khớp của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập đến đây thôi nha. Mọi người tập 8 đến 10 lần cho mỗi động tác và sau đó thì chúng ta có thể nghỉ ngơi. Những cái động tác trị liệu tuy đơn giản nhưng mà sẽ tác động rất là sâu vào các lớp cơ của các bạn, chứ không phải nó chỉ đơn thuần là đi bộ hay chạy bộ hay là những cái bộ môn thể thao mà các bạn tập. Thì tập trị liệu nó sẽ tác động sâu hơn vào các lớp cơ và nó khiến cho cái hệ xương khớp của bạn trở nên chắc khỏe hơn. Và đừng quên gặp lại bác sĩ Dung vào ngày mai để chúng ta sẽ cùng đồng hành tiếp với những bài tập tiếp theo. Bác sĩ Dung xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.